Cả nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục cập nhật đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin cũng rất là đáng chú ý trước cái trận đấu thật sự là gọi là một cái trận đại chiến giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia trong khuôn khổ trận chung kết vòng chung kết U16 Đông Nam Á năm 2022 đang còn diễn ra tại trên đất của Indonesia luôn nha quý vị. Và Thai TV muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin trước cái trận đấu này, đó chính là cái phong độ đối đầu và cái lịch sử cũng như là các cái chỉ số của đội U16 Việt Nam trong quá khứ. Cái này là cấp độ U16 thôi nha quý vị và các bạn, đừng có làm là các cái cấp độ U23 hay là cấp độ đội tuyển hay là như thế nào đấy. Đây chỉ là U16 mà thôi. Và chúng ta nói thẳng ra thì nhìn vào cái tất cả những cái thông tin, những cái chỉ số này thì chúng ta hoàn toàn lép vế so với lại là đội U16 Indonesia đó. Thì bây giờ thứ hai TV cũng xin được gửi đến cho tất cả quý vị các cái thông tin nha quý vị. So về phong độ thi đấu thì U16 Việt Nam đang có cái phần mà lép vế so với đối thủ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thi đấu 4 trận gần nhất, thắng 3 trận và để thua 1 trận. Còn ngược lại thì U16 Indonesia thắng cả 4 trận đấu, trong đó có một trận thắng trên chấm 11m. Đó thì họ hơn chúng ta về các cái trận đấu gần nhất là họ có 4 trận thắng, còn chúng ta chỉ có 3 trận thắng và 1 trận thua. Trên thực tế trận thua duy nhất của U16 Việt Nam đó chính là thua đúng đội chủ nhà, và trận đó một cái trận thua rất là đáng tiếc. Có thể nói là một cái trận thua mà chúng ta đã thi đấu và đã có bàn thắng dẫn trước, nhưng mà sau đó bị áp lực tâm lý từ khán đài, những cái cổ động viên họ ném chai, họ ném những cái vật thể lạ xuống tạo áp lực cho các cầu thủ Việt Nam của chúng ta, khiến các cầu thủ Việt Nam của chúng ta chơi bị chùng chân xuống và sau đó bị thua ngược, rất là đáng tiếc. Rồi thêm một cái thông tin nữa là xét về cái lịch sử đối đầu của cả hai đội thì U16 Việt Nam cũng từng gặp U16 Indonesia tổng cộng là 6 lần trong quá khứ, và các cầu thủ của U16 Việt Nam của chúng ta chỉ có một lần duy nhất đánh bại đối thủ này, và thua 3 lần và có 2 lần là hòa nha quý vị. Đây là một cái con số chúng ta đang còn lép vế, tiếp tục một cái con số đang còn lép vế trước đối thủ nữa. Có thể thấy thì mọi thứ đang còn không có ủng hộ chúng ta, song mọi quyết tâm của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn, tôi tin chắc rằng là cầu thủ Việt Nam của chúng ta sẽ làm được và giành chức vô địch và trả được cái món nợ ở vòng đấu bảng khi mà chúng ta đã để thua 2-1. Thứ nhất, thứ hai nữa là hy vọng rằng các cổ động viên của Indonesia họ sẽ không tạo áp lực là bằng cách mà ném các cái vật thể lạ xuống nữa. Có thể họ tạo áp lực thì khán giả nào họ tới họ phải cổ vũ thôi. Họ tạo áp lực họ tạo khi những cái tiếng la hét hay là những cái tiếng gì đó ở trên cái khán đài thôi. Còn mà họ tạo áp lực là họ phải đốt pháo sáng hay là họ phải ném những vật thể lạ xuống, thì cái đó nó thẳng ra những người lớn, những người mà lớn hơn cái U16 này nữa, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta hay là các cầu thủ khác thôi trên thế giới, họ cũng bị ức chế về tâm lý nữa nha quý vị. Chứ đừng có nói mà các cầu thủ họ còn nhỏ tuổi như vậy, họ chỉ có là lứa tuổi là 16 tuổi trở xuống mà thôi, họ chưa đủ tuổi thành niên nữa mà các khán đài lại làm những cái điều đó thì thật sự là rất là tệ hại và rất là phi thể thao và rất là đáng lên án. Không phải là một giải đâu mà các cái giải tổ chức tại Indonesia trong thời gian vừa qua, tại U19, các cái trận U19 cũng thế, rồi tới cái trận này cũng thế đó. Nhớ là cái giải mà U23 tại Uzbekistan vừa rồi thì cũng y chang là như vậy, cũng y chang như vậy, và họ cũng đã bị nhận những án phạt nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị tiếp diễn. Và tôi hy vọng rằng thì trận đấu tối đêm nay là một cái trận đấu đẹp, đẹp từ khán đài, đẹp tới sân cỏ. Tôi tin chắc rằng là các cầu thủ Việt Nam của chúng ta họ chơi không có xấu đâu, nhưng mà các cầu thủ mà chơi rắn thì chính là các cầu thủ Indonesia. Họ chơi là giống y gan như họ đấu võ vậy đó. Và tôi hy vọng rằng là không có cái điều đó, và các cầu thủ của chúng ta sẽ giữ vững được tâm lý và sẽ có chiến thắng. Các cái chỉ số mà Thái TV nói này ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã thấy rồi, Indonesia họ đào tạo trẻ tốt cỡ nào, nhưng mà tới cái cấp mà đội tuyển thì họ lại thua ngược lại chúng ta. Tức là cấp cái độ trẻ thì họ hơn chúng ta nha, nhưng mà tới mà cấp cái độ đội tuyển thì họ thua chúng ta.
Và cái quan trọng nhất bóng đá là cấp độ đội tuyển, chứ không phải các cái giải U này là cái giải mang tính chất giao hữu mà thôi. Cho nên quý vị và các bạn cũng đừng có buồn về cái chỉ số này nha. Và tôi tin chắc rằng tối đêm nay Việt Nam chúng ta sẽ làm được, sẽ quyết tâm và sẽ giành chức vô địch về cho các cầu thủ viên Việt Nam. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thái TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký, tức là một lượt subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thái TV 2 qua số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký kênh Thái TV trong cái thời gian vừa qua nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn một ngày gần nhất. Xin chào.